Tôi cầm cái serum trên tay mà tôi muốn sang chấn tâm lý luôn đấy mọi người. Cái này là O, cái này là con hàng fake này. Mình test thử xem O fake khác nhau như nào nhá. Cái hai đứa chúng nó với nhau thì có sự khác nhau về màu sắc, một bên đậm một bên nhạt hơn nhá. In ấn tem dán đầy đủ. Ở hàng fake thì cái mã này nó in ngược này, còn các mặt khác thì giống hệt luôn, cũng có tem, cũng có hướng dẫn sử dụng tiếng Việt nhá. Nhưng mà nếu mà mọi người nhìn cái chữ ấy thì rõ ràng là cái chữ ở hàng ao nó sắc nét và nó thanh mảnh hơn rất nhiều. Với cả nó có cái mã đen đen ấy thì chỉ có hàng ao mới có thôi nha. Nhìn cái vỏ hộp bên trong thì cũng có khác nhau, đấy là một bên trắng trong với cả một bên trắng đục hơn. Hai em này đứng cạnh nhau thì không khác gì chị em sinh đôi, ngoại trừ cái chai fake màu nó ngả xanh đậm hơn một chút. Với mọi người để ý ở cái chỗ phần gờ nắp ấy, nó có một cái đường tròn xung quanh ấy, ở chai ao thì không có nha. Test về chất của serum thì thực sự là nếu mà mình chỉ test về chất thôi ấy, thì mình sẽ không thể nào mà phát hiện ra hàng fake được. Tại vì nó giống nhau lắm. Ở cái serum fake ấy thì nó hơi dệt hơn một tí tị thôi. Còn hàng ao thì nó lỏng như dạng nước ấy mà thấm khá là nhanh. Đối với mùi thì mùi ở cái hàng ao ấy nó khá là thanh, nhẹ nhẹ. Còn ở cái hàng fake ấy, mình cảm tưởng như đang ngửi một cái tinh dầu ấy, chứ không phải một cái serum nữa. Hàng fake bây giờ thực sự quá là tinh vi luôn ấy. Thế nên mọi người chọn mặt gửi vàng cẩn thận nhá, không lại mất công đi da liễu đấy.